Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái chương trình kết nối tới database MySQL trong Java Web. Thì hôm nay tôi sẽ kết nối với database sử dụng cái công nghệ hai bàn tay và cái tool tôi sử dụng là JBoss tool để mà connect tới database. Thì mấy các bạn thì phải cài đặt cái JBoss tool thì mới được. Thì các bạn dùng menu help rồi các bạn dùng mục edit machine để mà cài đặt. Rồi ở cái chỗ mục ô text box file này thì các bạn nhập là JBoss. Thì đây là cái JBoss tool 4.5.3 chấm final như vậy. Thì các bạn click vô install để cài đặt thì cái này tôi đã cài đặt rồi nên nó đã sau đây là install lead như vậy. Đó, còn nếu mà bình thường thì như mấy cái này nó chưa cài đặt thì nó chỉ có chữ install thôi. Đó thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn connect với cái database sử dụng Maven JS. Thì tôi sẽ đi tạo ra một cái Maven JS với click cho file, click cho new, click cho Maven JS và click cho next. Ở chỗ filter này thì tôi nhập cho này check time. Để càng quét app thì tôi sẽ chọn cái Maven Check Time Web App 1.0 này, tôi đi cho Next. Rồi cái group ID tôi để là com chữ demo, cái tag ID tôi là cái tên project thì tôi sẽ đặt là connect MySQL with Hyperlay rồi JBoss chẳng hạn. Rồi cái trong version thì tôi nhập là 1.0. Rồi cái package thì tôi để là cái com.demo thôi. Rồi cái cho finish. Rồi nó tạo lại cho tôi. Rồi hiện giờ thì cái trang như đây có báo nói là bởi vì trong cái Fireball của tôi thì tôi chưa cho add cho nó cái dependency là GB7S. Cái dependency 7F nên là nó báo lỗi vậy, thì tôi sẽ đi add các dependency cần thiết cho nó. Thì ở đây mặc định thì nó sẽ add cho chúng ta cái dependency là JRuby như vậy. Và tôi sẽ đi copy mấy cái dependency rồi. Thì đầu tiên thì tôi sẽ có một cái thẻ property mà tôi sẽ chứa các version của các dependency. Rồi tôi sẽ đi copy các dependency còn lại rồi. Rồi các bạn có thể nhấn Ctrl Shift F để mà format lại code cho nó dễ nhìn hơn. Đó thì ở đây thì tôi có các dependency của thằng Hyperlay như là Hyperlay Core, rồi Hyperlay Common Annotation, rồi Hyperlay Entity vân vân. Thì mấy cái ở trên này thì nó sử dụng chung cái version của thằng Hyperlay là 5.1.0 trong final như vậy. Ngoài ra thì còn ở dưới này thì có thằng Hyperlay Persistent. Thì cái phiên bản này là nó cái dependency này nó phát triển sau và nó chỉ có mấy cái phiên bản như 1.0 trong final thôi, nên là tôi nhập trực tiếp vào đây. Và các dependency khác như là org.sl4j này, rồi Javax YAML vân vân đó. Rồi tôi đi cho ngoài ra thì còn có cái thằng MySQL này. MySQL thì tôi cho là 5.1.29 chẳng hạn. Là tôi xài cái 5.1.36 đi. Thì cái MySQL của tôi nó ở đây. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ đi update lại cái đồ Z để cho nó download cái file dependency về. Tôi chọn đồ Z, rồi tôi chọn vô là ba phần, chọn là update đồ Z. Tôi cho OK. Rồi bây giờ nó đã hết download cho tôi.
Bây giờ thì ở đây thì cái GDE System Library thì nó đang là ở version 1.5, thì nó không khớp với cái version trong máy của tôi là 1.8, thì tôi sẽ đi chỉnh nó lại. Thì tôi chọn vào project, rồi tôi chọn vô là build, rồi tôi chọn là config build, tôi click cho cái GDE System Library này, là tôi chọn edit, tôi chọn cho là underlay GDE, GDE 1.8 của tôi đây, và tôi nói cho apply and no. Rồi, tiếp theo thì ở trong cái folder SC main Java này thì tôi sẽ tạo ra một cái backtick nè. Com.demo.npt. Theo thì tại cái folder swap main Java này thì tôi sẽ đi connect tới database, thì tôi sẽ click cho nó và tôi chọn new. Tôi chọn vô header. Và tôi chọn vô là hyperlay configuration file như vậy, chọn vô next. Rồi tôi chọn Next. Rồi tiếp theo thì tôi click cho Get Value From Connection. Đó. Thì tôi chọn cho New. Rồi tôi chọn cho MySQL. Tôi chọn Next. Thì ở cái hộp file này mặc định các bạn mà mới chạy lần đầu thì nó không có cái MySQL GDBC driver, thì các bạn phải add thêm cái GDBC driver cho nó. Thì các bạn click cho cái button cái biểu tượng ở bên này. Rồi các bạn đây là cái để mà chúng ta thêm cái new cái driver cho nó. Thì ở đây thì các bạn chọn là MySQL GDBC driver 5.1 này. Rồi các ở bên mục Janip, Janip thì nó có một cái file JAR như vậy, nhưng mà thực tế là nó chỉ là cái tên thôi, thì các bạn remove nó đi. Rồi các bạn add tới cái file JAR của các bạn. Ví dụ tôi có cái file JAR là ở cái folder tôi có cái file JAR. Thì đây tôi có cái file JAR là MySQL Connector Java 5.1.36 như vậy. Click Open. Đó. Tôi sẽ chọn cái file JAR này. Đó. Rồi các bạn click cho OK. Cái này thì ở bên trong cái config của cái edit của tôi thì nó có cái file này rồi, nên là nó không có cho tôi OK, thì tôi click cancel. Đó, thì các bạn chọn cái sau đó thì các bạn sẽ click OK, thì nó sẽ quay lại cái hộp thoại này và nó hiện thoại hiện ra như vậy. Thì các bạn chỗ này thì cái database thì các bạn sẽ thay thế bằng cái database main của các bạn. Ví dụ như ở đây tôi có cái database là gbsnet.gdbc như vậy, và cái name của nó, ở đây tôi sẽ copy cái name của nó và tôi sẽ thay thế cho cái chỗ này là cái name của nó. Rồi cái URL này, cái chỗ này thì tôi cũng sửa thành chỗ database thì tôi cũng sửa thành cái name của nó như vậy. Cái username là tôi nhập là root, rồi tôi như cái password của tôi thì tôi không đặt, thì tôi để trong đây tôi. Hoặc là các bạn có thể sử dụng, nếu mà các bạn có một cái user nào khác mà các bạn tự định nghĩa ở trong cái tự config ở trong cái MySQL của các bạn, thì các bạn thay thế bằng cái name rồi cái password của các bạn. Rồi bây giờ tôi click cho test connection. Đó, nó đã báo là ping success, tức là nó đã connect, nó có thể connect được tới cái MySQL database này. Còn nếu mà các bạn nào mà nó báo fail thì các bạn xem lại xem cái database của xem lại cái database MySQL của bạn cài đặt đúng hay chưa. Đó. Rồi tôi cho finish. Click OK. Rồi tiếp tục thì ở cái chỗ này thì cái hai vấn đề vừa dần thì tôi sửa thành là 5.1. Rồi cái database Dynamics thì tôi chọn là MySQL. Rồi, tôi click cho cái ô checkbox create console configuration như vậy. Tôi click vô next. Rồi ở cái mục tab main này có nó cũng có cái hai vào đây vừa dần thì tôi chê này thành là 5.1. Rồi cái mục option này thì cái database Dynamics này thì tôi cũng chọn này thành là MySQL. Rồi tôi cho finish. Rồi sau khi finish thì nó sẽ generate ra một cái hai vào đây cần phi.html như vậy. Và tôi sẽ đi config cho nó. Tôi sẽ đi vô cái mục section victory rồi hai vào đây này. Đây thì nó có một cái thông số là current section context class, thì tôi nhập cho nó là test. Tôi đi cho save. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ đi generate ra mấy cái class entity tương ứng với các table trong cái database của tôi. Thì tôi sẽ generate như sau, tôi sẽ vô cái bucket con.demo.entity. Rồi tôi chọn vô cái biểu tượng của thằng hai bên đây này. Đó, thì nếu mà các bạn nào cài đặt Gbot tool thì nó sẽ hiện ra cái biểu tượng như vậy ở đây.
Nếu mà nó không hiểu hiện ra thì các bạn là click vô cái phần này nhá, cái phần mà có cái biểu tượng ở đây này. Các bạn phải chọn đúng cái biểu tượng này thì nó mới hiện ra như vậy, hoặc là các bạn chọn cho cái biểu tượng Java EE chẳng hạn thì nó mới sẽ có. Cái Java EE thì nó không có nha, các bạn chọn vô cái mục Java này. Đó rồi các bạn chọn vô cái run này. Rồi các bạn chọn vô hai break code generate completion. Đấy, chỗ này là cái cũ thì tôi sẽ bỏ đi. Rồi các bạn new một cái configuration mới. Đây, và cái console thì configuration các bạn chọn cái tên project của các bạn. Đây. Rồi cái output directory thì các bạn chọn lại cái project, rồi các bạn chọn vô src, rồi main, rồi các bạn chọn ok. Rồi các bạn click vô default engineer from GDB connection. Rồi cái metric thì các bạn nhập vô là com.demo.entity. Rồi ở cái mục cái tab reporter này thì các bạn click vô ba cái này và cái checkbox đầu tiên. Rồi các bạn click vô apply, rồi click vô run. Đó, thì bây giờ nó ra gen ở đây là các connect entity cho chúng ta như vậy. Đó, thì đây là mấy cái đối tượng mà entity mà nó phát sinh để cho chúng ta tương tác với cái database, với các table trong database của chúng ta. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ đi tạo ra mấy cái mapping với lại database, thì tôi sẽ đi vô cái mục là section query show mapping này. Rồi tôi click cho add này. Rồi chỗ này thì tôi sẽ vào và tôi nhập tên cái connect rồi. Tôi nhập là ví dụ category. Thì các bạn chọn, nhớ chọn đấy cái category của cái metric là com.demo.entity đi nha. Rồi tôi cho ok. Tôi đi cho finish. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ mapping mấy cái entity connect vô. Rồi cuối cùng là cái entity là user. Đó. Thì sau khi mà tôi mapping xong thì nó ra như thế này. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ đi tạo ra một cái metric mới nữa. Là com.demo.model. Đây thì tôi cần sử dụng đến một cái, nó sẽ tạo ra một cái connect là hai bên dữ liệu. Này tôi cái này tôi được rồi, tôi cho finish. Thì tôi sẽ tạo ra cái connection là xuống database, thì đầu tiên thì tôi sẽ có một cái biến là section query như sau. Rồi tôi import cái section query này rồi. Rồi tiếp tục thì tôi có một cái phương thức là như vậy. Tôi có một cái phương thức đây là một cái phương thức gọi là anonymous method nha. Rồi các bạn import mấy cái thư viện của nó rồi. Rồi thì nó sẽ ở đây thì nó sẽ đi loát cái file, nó sẽ sử dụng cái file, nó sẽ loát tới cái file, nó sẽ loát cái file hai bên đây .config.xml lên và nó sẽ build ra các section, các biến section factory cho chúng ta. Đó, thì nó sẽ build ra các đối tượng section để nó xử lý và nó tương tác với database. Thì các bạn cứ hiểu đây là một cái nhà máy để nó phát sinh ra các section cho chúng ta. Thì đây là một cái phương thức dạng anonymous. Đó, ví dụ như các bạn nào chưa biết phương thức này thì có thể lên mạng có ví dụ như là anonymous method chẳng hạn, in Java chẳng hạn.
các bạn có thể vô đây để tìm hiểu thêm về cái Anonymous Method nha. Rồi tiếp tục thì tôi có một cái phương thức nữa là để gọi là get cái section victory. Đó, thì tôi sẽ có một cái phương thức để get section victory này, thì tôi sẽ return về cái section victory này. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ tạo ra một cái model nữa là cái chẳng hạn như là tôi tạo ra cái model là get category model. Tôi lấy cho Philip. Trong cái model này thì tôi sẽ đi với code phía sau. Thì đầu tiên thì tôi cũng có một cái biến là section factory. Rồi tôi cũng import mấy cái class này rồi. Rồi tiếp theo thì tôi có một cái method là IO. Rồi trong cái phương thức này thì tôi sẽ đi với code như sau. Thì tôi sẽ có ba cái biến. Đầu tiên nó có một cái nick category design như vậy, rồi có biến section, rồi biến chain section. Thì các bạn nhớ import cái chain section và cái section của thằng auth.hi play nha. Rồi tiếp theo thì tôi có một cái code chain như vậy. Một chai này tôi sẽ khởi tạo cái biến section. Tôi sẽ gán cái biến section bằng section.open section như vậy. Rồi tôi khởi tạo cái section nào bằng chai section bằng section.begin section như vậy. Rồi tôi sẽ có một cái biến thì ra này tôi sẽ bằng cái section này .pyquery from category.nit. Thì tức là tôi lấy cái gì ra này bằng cái section.bi-query này thì nó sẽ đi thực hiện cái câu query là ví dụ như là bên bên my query SQL thì nó sẽ là snatch sau form chẳng hạn, snatch sau form bên my SQL để mà chúng ta có nick mà để từ một cái table nào đó thì chúng ta sẽ xem snatch sau form đúng không, thì chúng ta viết cái câu truy vấn form query tức là nó tương đương với câu nick là snatch snatch sau form category như vậy nhỉ. Rồi ở đây thì nó cảnh báo thì các bạn add cái account spam warning như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi cũng bắt exception cho nó. Rồi tôi sẽ return về cái design. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ tạo ra một cái metric mới, new metric com.demo.f chẳng hạn. Rồi trong này tôi sẽ tạo ra một cái Java class là demo và nó cũng có hàm main luôn. Đây thì tôi sẽ connect cái database, tôi sẽ gọi cái category model lên. Rồi tôi cũng khai báo một cái nick category. Tôi sẽ đi import mấy cái metric của nó rồi. Rồi cái nick thì tôi sẽ import cái Java Studio rồi.
rồi cái category ad này thì tôi sẽ chán cho nó bằng category model chấm file on. Rồi tôi sẽ thử in ra cái số phần tử trong cái nick này chẳng hạn, tôi sẽ có lệnh là string out thì tôi đang sẽ gọi là size of nick category chẳng hạn. Tôi sẽ cộng với cái category này chấm size. Tôi cho size. Rồi bây giờ thì tôi sẽ run nó thử. Tôi chọn run app, rồi tôi chọn share ra application. Đó thì ở dưới cái son thì nó in ra cho nó là size of click category là 2 như vậy. Đó. Thì ở chỗ này nó có cái exception, nó báo lỗi là error bạc sinh GNBI name. Thì cái lỗi này là do ở trong cái hyperlay config này, tôi để dư cái chữ này thì cái attribute này bây giờ tôi không cần sử dụng nữa, tôi bỏ đi, tôi cho save và tôi sẽ đi run lại. Đó, bây giờ nó run lại và nó không có báo lỗi cho tôi nữa. Ngoài ra thì tôi còn có một cách khác để mà connect tới cái database. Đây là cách một. Thì bây giờ tôi sẽ sử dụng cái cách thứ hai. Tôi sẽ sử dụng cái cách như sau. Thì cái này thì tôi sẽ tạo ra cái phương thức là build section factory, và cái chỗ này thì tôi sẽ return này view.configure.build section factory. Đó. Và trên này thì cái biến là section nữa thì tôi khởi tạo nó bằng cái hàm này luôn. Đó, và dưới này thì tôi cũng có cái hàm cái section factory như cái ở trên một như vậy. Tôi sẽ vô save. Và bây giờ thì tôi sẽ đi run này đồ z. Chọn run app. Save application. Đó thì cái kết quả nó in ra vẫn như là cũ. Đó thì tôi thường thường người ta thích cái một đó thì nhìn nó tưởng bình hơn, vì ở đây thì nó có đọc cả cái file hyperlay config email, ở đây thì nó gọn hơn, mà nhiều khi người ta không hiểu là nó đọc cái file config này như thế nào. Thì đây là mặc định khi khai thác như vậy thì nó mặc định nó sẽ tự hiểu nó loát cái file hyperlay configuration email này lên nha các bạn. Rồi hôm nay thì như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn connect tới cái database MySQL sử dụng hai phần đây cộng với này Gbot tool. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây.